Thưa quý vị, bỏng bô xe là tai nạn rất thường gặp với những người đi xe máy. Nhẹ thì để lại vết sẹo trên da. Thế nhưng với những trường hợp bị bỏng nặng mà chủ quan không điều trị mà chỉ xức thuốc qua loa để mà chống sẹo thì có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Câu chuyện sau đây hy vọng sẽ nhắc nhở mọi người quan tâm hơn đến việc điều trị vết thương khi bị bỏng bô xe. Mới đây, anh Nguyễn Công Nông nhập viện điều trị bỏng tại Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh do vết bỏng bô xe quá sâu, vết thương bị hoại tử nặng. Anh đối diện với nguy cơ phải cưa chân nếu như tình trạng sức khỏe không tiến triển khả quan hơn. Chạy xe chiếc xe 67 chở đồ, vì nặng đồ nó nặng quá té đè lên xe, không có người đỡ kịp á, nó bị bỏng sâu. Ngoài anh Đông, tại khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang điều trị cho trường hợp của chị Trần Thị Kim Loan. Chị cũng bị bỏng bô xe nhưng vì thế vết bỏng nhỏ, chủ quan không điều trị nên vùng da cháy sau đó đã hoại tử. Bác sĩ nói nhập viện chứ mình không nhập, mình chủ quan mình về tử nhẹ, xong cái mình quay lại tái khám bác sĩ nói nhập viện. Đa số bệnh nhân đến điều trị với cái thời gian muộn, số trường hợp có các cái bệnh lý mãn tính hay là các cái bệnh lý nền khác nữa thì dẫn đến cái vết thương chậm lành và điều trị tốn kém hơn rất là nhiều.